Chào anh em nha, hôm nay 12 tháng 8 em tiếp tục làm cái clip bán cái bình xăng con SEC cái ga 22 hàng rã xe kho nội địa chưa từng sử dụng tại Việt Nam nha. Thì giá cái bình xăng con này là mã A, em giá bán là 4,5 triệu nha, cực đẹp. Bây giờ em quay quả ga trước cho anh em xem ha. Đó, quả ga là zin, là không xước không liếm nè. Rồi ok, em quay hình thức bên ngoài quá đẹp, nước da láng cón luôn. 4,5 triệu cho cái bình xăng con SEC trái ga 22 cực đẹp, đã xe kho về nguyên zin nha, rất là đẹp da nè anh em. Bình em có ghi ký hiệu là mã A nha. Anh em nào mua bình nào thì cứ nói ký hiệu đi em có ha. Bên trong này như mới ha, long lanh luôn. Bấm 4,5 triệu cho cái bình xăng con SDC ký hiệu mã A. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em qua số điện thoại là 0933 996 332 ha. Hàng tiễn đẹp, có giá hàng tiễn đẹp.